Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học nhé. Chúng ta tiếp tục học môn đại số tuyến tính giờ bài tập tuần thứ 5. Thì trong tiết trước chúng ta đã nhắc lại được về cái định nghĩa không gian vector. Thì ta có cái dạng bài số 1 nhận dạng không gian vector với định nghĩa một cái tập hợp V khác rỗng cùng hai phép toán cộng và nhân vô hướng được gọi là một không gian vector thực nếu như nó thỏa mãn 10 tiền đề. Trong đó tiền đề số 1 thì được gọi là tiền đề, cái này chúng ta thường gọi là đóng kín đối phép cộng. Tiền đề số 2 thì là phép cộng này có tính chất kết hợp. Tiền đề thứ ba là phép cộng có phần tử không. Tiền đề thứ tư là phép cộng, ở đây mọi cái đối phép cộng là mọi phần tử đều có phần tử đối. Tiền đề thứ năm là phép cộng có tính chất giao hoán. Tiền đề thứ sáu là phép nhân vô hướng đóng kín. Thứ bảy và thứ tám là phép nhân vô hướng có tính chất kết phân phối đối với phép cộng. Đây, phép cộng. Đây là phép cộng giữa hai vector và đây là phép cộng giữa hai số thực. Thế còn cái số 10 thì là có cái phần có cái đơn vị ở trong tập hợp số thực ấy, là 1 nhân V nó cũng bằng V. Và chúng ta đã nhìn cái đồ bài đầu tiên của chúng ta là cái thế nào là một là đóng đối với phép cộng, cho ví dụ phép đóng đối với phép cộng, rồi một ví dụ về không đóng phép cộng, rồi tương tự như vậy là đóng đối với phép nhân. Đúng ra đây là phải dịch, phải dịch chuẩn nên là phải đóng là ta sẽ dịch là đóng kín. Nhưng đóng thì trong giờ lý thuyết chúng ta đã nhắc được là V đóng kín đối với phép cộng là ký hiệu là dấu cộng. Nếu và chỉ nếu với mọi U và V thuộc vào tập hợp V ấy, thì ta đều có là U cộng V cũng thuộc vào V. Nếu bạn đóng kín phép cộng. Vậy thì chúng ta dùng phủ định của cái mệnh đề trên. Phủ định của mệnh đề trên ấy là gì? V sẽ không đóng kín đối với V không đóng kín đối với phép cộng nếu và chỉ nếu phủ định của với mọi nhé. Là tồn tại UV thuộc V và ta lại có U cộng với V không thuộc V. Trên là đóng kín, dưới là không đóng kín. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét hai ví dụ và nó minh họa cho một cái là đóng kín và một cái là không đóng kín. Ví dụ thứ nhất là xét tập hợp V gồm các phần tử này thì trong giờ lý thuyết xét rồi, bây giờ ta nhắc lại cho nó có một cái hệ thống. Khi các em làm bài tập cũng thế, chúng ta hệ thống lý thuyết, sau đó chúng ta bình tĩnh điềm đạm ở phía dưới làm bài tập tương tự, nó theo dạng ấy. Thì nó sẽ giúp chúng ta ôn một cách tốt nhất. Thế thì chúng ta lấy cái V bằng như thế này, thì chúng ta sẽ lấy A bằng 0, thì rõ ràng ta được vector U tọa độ là 0, 1, là 0, 1 đúng không? Ta lấy A bằng 1 thì ta được là V bằng 3. Thế như vậy hai thằng này là thuộc vào V là hiển nhiên. Bởi vì cái thằng thứ nhất ấy, ứng với A bằng 1. Thằng thứ hai là ứng với A. Thằng đầu tiên là ứng với A bằng 0. Thằng thứ hai là ứng với A bằng 1. Nhưng mà ta lấy U cộng với V. U cộng với V thì lại bằng 1, 4. Nhưng mà 1, 4 thì không thể thuộc V được. Bởi vì nếu như chúng ta giả sử nó thuộc vào V ấy, thì chúng ta phải thấy cái thành phần thứ nhất phải bằng A. Thành phần thứ hai bằng 2A cộng 1. A bằng 1 mà 2A cộng 1 mà lại bằng 4 thì hệ đến nó vô nghiệm đúng không? Cho nên khi người ta nói như này mình phải hiểu tại sao nó không thuộc. Thì là mình cứ cho bắt là con A bằng 1, bắt thành phần thứ nhất bằng thành phần thứ nhất. Bắt thành phần thứ hai bằng thành phần thứ hai. Đấy, thế thì rõ ràng là A bằng 1 thì làm sao mà 2A cộng 1 mà lại bằng 4 được. Đó. Như vậy là V đây nó không đóng kín được phép cộng. Bởi vì tồn tại một cái cặp UV thuộc vào V nhưng mà tổng của chúng lại không thuộc. Bây giờ ta sẽ xét cái ví dụ thứ hai. Cái trên là phản ví dụ còn dưới là ví dụ. Đây là V như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra ví dụ là nó đóng kín đối phép cộng. Thì U bằng U1, U2 thuộc vào R, thuộc vào V. Thì rõ ràng là theo định nghĩa của nó là cái đứng trước phải lớn bằng cái đứng sau. Tương tự như vậy với cái thứ hai. V1 sẽ lớn bằng V2. Sau đó chúng ta sử dụng tính chất bất đẳng thức mà ta học ở lớp 9 và lớp 10. Cộng hai bất đẳng thức cùng chiều. Thì ta cũng được một bất đẳng thức mới. Cùng chiều với bất đẳng thức. Ta cho. Nhưng mà khi mà cái anh này mà nó lớn hơn cái anh đứng sau á, thì rõ ràng lớn hơn bằng ấy, thì là cái
cái phần tử này là nó thuộc vào V, bởi vì theo định nghĩa là đứng trước phải lớn bằng đứng sau. Và để ý. Ừ. Nhớ chứ không phải ta cứ A, B, C, A, B, thế nhớ nó cho C, D làm nào. Phải nhớ theo cái quy luật. A lớn bằng B tức là cái phần tử đứng trước. Cái thành phần ở trước ấy, thì nó lớn hơn hoặc bằng thành phần đằng sau. Thế bây giờ mình cứ đúng như thế là nó thuộc vào V. Như vậy với ví dụ thứ hai này là cho chúng ta V đóng kín đối phép cộng các vectơ, đúng không? Còn lại. Hay một ví dụ khác về cái chuyện là đóng kín đối phép nhân vô hướng. Đóng kín đối phép nhân vô hướng thì là với mọi u thuộc vào V và với mọi số thực k ta đều có k nhân với u cũng thuộc vào V. Vậy nó không đóng kín đối phép nhân vô hướng thì chúng ta dùng phủ định của cái trên là tồn tại vectơ u thuộc vào V và tồn tại số thực k sao cho là ta lại có k nhân u không thuộc vào V. Đấy. Thì bây giờ thầy cho chúng ta sẽ lấy cái ví dụ thứ nhất là V bằng R bình phương, tức là tập tích đề các R bình phương với phép toán như sau. Thế thì rõ ràng là phép toán này chúng ta có thể thấy được ngay là nó đóng kín đối phép nhân vô hướng. Vì đây chúng ta để ý nhé. V nó là R nhân R, tức là các phần tử nó thuộc R. Thì bây giờ K nhân U thì bằng KU1, KU2. Cái KU1 với KU2 hiển nhiên là nó thuộc vào R rồi. Đấy, cho nên là cái phần KU là nó cũng thuộc vào R bình phương. Nó sẽ thuộc R bình phương, đúng chưa? Cho nên là anh này là nó đóng kín đối phép cộng, phép nhân vô hướng là hiển nhiên. Thế nhưng mà đây là ví này, còn ví dụ phía dưới ta lấy lại cái ví dụ ở trên đấy. Đây. Thì cái này nó không đóng kín đối phép nhân vô hướng bởi vì ta chỉ việc lấy cho qua k âm. Hôm trước là có một số bạn ở trong giờ quên không phải là hôm trước mà là trong giờ lý thuyết. Đúng rồi, hôm trước tức là hôm qua một số bạn đã phát hiện ra lấy k âm một phát là nó không thuộc nữa, ta lấy k bằng trừ một. Khi ta lấy k bằng trừ một thì rõ ràng là với u bằng 2, 1 ấy, thì là k nhân với u thì là bằng trừ 2 trừ 1. Thì cái thành phần thứ nhất nó lại không phải là lớn hơn với hoặc bằng phần thứ hai và nó lại nhỏ hơn vì trừ 2 là nhỏ hơn trừ 1. Cho nên là nó không hề thuộc về. Điều này chứng tỏ rằng là cái V tập V này nó không đóng kín đối với phép nhân vô hướng, đúng không ạ? Rất dễ dàng. Chắc qua trong giờ lý thuyết một số bạn cũng quan sát không kỹ. Bài 192, câu 192 thì người ta yêu cầu chúng ta nêu lại 10 tiền đề của không gian vectơ. Cái này thì các em phải học thuộc 10 tiền đề của không gian vectơ. Đấy. Đấy, sau đó rồi bài 193 thì yêu cầu chúng ta phải đi kiểm tra xem nó thỏa mãn những cái tiền đề nào. Tiền đề nào thì chúng ta phải tự kiểm tra, không cách nào khác. Có 10 tiền đề phải kiểm tra lần lượt. Bài 194 thì nó yêu cầu chúng ta chứng minh nó không là không gian vectơ, vậy ta phải chứng minh nó vi phạm một trong các điều kiện 0 1 2 4 5 6 1 2 4 6 8 9 10. Nhưng cũng có thể là nó kêu gọi chúng ta ngay từ cái câu đầu tiên nữa. Từ không người ta làm từ nào a không cái này khác. Ta phải tìm xem nó thỏa mãn điều kiện tiền đề nào mà nó không thỏa mãn tiền đề nào. Thỏa mãn phải cả 10 tiền đề thì nó mới là thỏa mãn cả 10 tiền đề thì nó mới là không gian vectơ, còn nó chỉ cần vi phạm một tiền đề là nó không là không gian vectơ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ sang dạng bài thứ hai.